Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Quan chức an ninh hàng đầu của Nga bị cách chức Thủ tướng Đức nói hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine đạt bước tiến lớn Nga cử lên đánh thuê châu Phi xông vào chảo lửa ca Cốt Tướng Mỹ hé lộ thông tin nóng, lính đặc nhiệm Anh đã tới chiến đấu ở Ukraine Mỹ tuyên bố chắc nịch Nga không có cơ hội chiếm Kha Lữ đoàn 47 Ukraine tiêu diệt nhóm xung kích Nga ở gần Donetsk. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mất chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei sẽ thay thế Nikolai Patrushev Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu làm thư ký Hội đồng An ninh, nơi ông sẽ thay thế Nikolai Patrushev, Điện Kremlin cho biết vào hôm Chủ nhật. Một sắc lệnh khác đã đình chỉ chức vụ của Patrushev. Thưa quý vị, theo người phát ngôn Dmitry Peskov, Putin đã chọn giao một dân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng với lý do cơ quan này cần phải chấp nhận các khái niệm đổi mới và tiến bộ Peskov đề cập thêm rằng Shoigu với tư cách là thư ký Hội đồng Bảo an sẽ giữ chức phó tổng thống trong Ủy ban về tổ hợp công nghiệp quân sự. Người phát ngôn của Điện Kremlin nói thêm rằng Valery Krasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng sẽ vẫn giữ vai trò hiện tại. Trước đó có thông tin tiết lộ rằng trong số các ứng cử viên được Putin đề cử cho các vị trí nội các trong cuộc cải tổ chính phủ. Quyền Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov đã được bổ nhiệm để đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong nhiệm kỳ gần đây nhất của Tổng thống, ông đã giám sát lĩnh vực kinh tế xã hội. Thủ tướng Đức nói hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine đạt bước tiến lớn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhìn thấy những cơ hội tại hội nghị thượng đỉnh về Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng tới. Trong một cuộc thảo luận do Redestarnes Deutschland RND tổ chức tại Potsdam, ông Scholz nói ngay cả khi vấn đề chính của hòa bình chưa được thảo luận ở đó, mà những vấn đề khác cũng là một phần của nó, thì đây sẽ là một bước tiến lớn. Ông nói thêm, từ điều này có thể phát triển hơn nữa. Ông Son cũng bày tỏ hy vọng rằng các nước Ả Rập, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil và Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng nói thêm, Tôi thực sự muốn các nước từ bán đảo Ả Rập, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil và nếu có thể cả Trung Quốc cũng có mặt ở đó. Một ngày trước đó, thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 15 đến 16 tháng 6 tại Burgenstock, Thụy Sĩ. Thụy Sĩ đã mời hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế tới dự nhưng không có Nga. Nga cử lính đánh thuê Châu Phi, xông vào chảo lửa cóp. Quân đoàn lính đánh thuê Châu Phi đã tham gia vào cuộc tấn công vào khu vực cóp. Theo báo cáo của phong trào du kích dẫn nguồn từ trụ sở quân đoàn 44 của Liên bang Nga, Nga sẽ sử dụng quân đoàn Châu Phi trong cuộc tấn công vào khu vực cóp. Họ đang phải chịu tổn thất rất lớn. Nhóm ATAS viết Lính đánh thuê chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến như vậy. Người Nga gửi họ ra tiền tuyến vì biết rằng hầu hết họ sẽ không thể trở về sau các cuộc tấn công. Chúng ta có thể thấy toàn bộ quá trình chuẩn bị của quân đoàn này tại cuộc duyệt binh nơi 20 người biểu diễn điệu múa quân đội truyền thống. Có bằng chứng cho thấy những người lính đánh thuê ở khu vực Kharkov đã từng chiến đấu ở Mali và Libya. Nhóm du kích Ukraine lưu ý rằng người Nga đang tuyển dụng và thu hút lính đánh thuê từ các nước nghèo nhằm cố gắng bù đắp những tổn thất của họ. Thông điệp viết, tất cả các quốc gia trên thế giới nên suy nghĩ xem liệu có đáng để tương tác với một quốc gia như vậy hay là không. Tướng Mỹ hé lộ tin nóng, lính đặc nhiệm Anh đã tới chiến đấu ở Ukraine. Một chỉ huy có thể đã tiết lộ thông tin về việc lực lượng đặc nhiệm Anh đã được điều động tới Ukraine. Business Insider đưa tin, trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông, tướng Brian Fenton, Thư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ, nói về kế hoạch tái cơ cấu lực lượng Green Beret dựa trên bài học từ lực lượng đặc nhiệm Anh ở Ukraine. Đây dường như là phát ngôn gián tiếp, nói rằng lính đặc nhiệm Anh có thể đang làm nhiệm vụ ở Ukraine, Business Insider nhận định. Cụ thể, tướng Fenton cho biết, lực lượng đặc nhiệm Green Beret của Mỹ cần có sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức khi chiến sự ngày càng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn. Ví dụ như một đội 12 người sẽ cần chuyên gia an ninh mạng, phi công không quân. Ông cho biết, ý tưởng này đến từ những bài học đã thu được từ kinh nghiệm ở Ukraine, hầu hết thông qua lực lượng đặc nhiệm của Anh. Ông Fenton nói rằng, các lính biệt kích Anh đã xin lời khuyên của các phi công của không quân về các hoạt động của máy bay không người lái và cần lính hải quân giúp họ hiểu hơn về cách điều hướng của một con tàu ở Biển Đen. Đã có nhiều suy đoán về sự hiện diện bí mật của quân đội phương Tây ở Ukraine trong thời gian qua. Trong thời gian qua, việc các nước NATO đưa quân tới Ukraine trở thành chủ đề nóng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng điều lực lượng tới hỗ trợ cho Kiev. Trong một tuyên bố với Business Insider, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chính sách của các chính phủ là không bình luận về hoạt động của lực lượng đặc nhiệm của quốc Anh. Lực lượng đặc nhiệm của Anh bao gồm một số đơn vị tinh nhuệ trong các lĩnh vực hàng không, hàng hải, trinh sát, hỗ trợ. Tháng 4 năm 2022, các chỉ huy Ukraine nói với The Times of London rằng các lực lượng đặc nhiệm của Anh dường như đã đến Ukraine để huấn luyện các tân binh Kiev và tên lửa chống tăng Enlo do Anh cung cấp. Một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu nói với Financial Times vào tháng 2, mọi người đều biết có lực lượng đặc nhiệm của phương Tây ở Ukraine, họ chỉ chưa thừa nhận điều đó một cách chính thức. Vào tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho rằng vì các lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine là bí mật mà ai cũng biết. Nga trước đó đã đưa ra cảnh báo về việc phương Tây đưa quân tới Ukraine, nhấn mạnh Moscow sẽ coi đây là mục tiêu hợp pháp để tấn công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram vào hôm 6 tháng 5 rằng việc gửi quân của họ đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ phải đáp trả. Và thật không may nó sẽ diễn ra không phải trên lãnh thổ Ukraine sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu họ điều quân tới Ukraine. Căng thẳng Nga-NATO leo thang ở mức cao chưa từng có kể từ khi chiến tranh lạnh khép lại. Trong vài tháng qua, quan chức quốc phòng các nước thành viên NATO liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga. Mỹ tuyên bố chắc địch, Nga không có cơ hội chiếm ca cóp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tin rằng Ukraine có khả năng giữ vững phòng tuyến ở miền đông đất nước khi Nga mở được tấn công mới vào cơ cóp. Trả lời phỏng vấn CBS News vào ngày 12 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận việc phương Tây trì trệ trong viện trợ cho Ukraine trong suốt nhiều tháng đã kéo theo hậu quả. Ông ngầm ý nói rằng sự đình trệ này đã tạo điều kiện dành ưu thế trên chiến trường Ukraine và gần đây nhất là được tấn công vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine. Ngoại trưởng Blinken nói, vì vậy, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh sự hỗ trợ này. Châu Âu cũng đang làm như vậy, Hãy nhìn xem. Tôi tin rằng Ukraine có thể giữ vững phòng tuyến ở phía đông một cách hiệu quả. Ngoại trưởng Mỹ cũng tin tưởng Kiev có thể tiếp tục phát huy những lợi thế đạt được ở Biển Đen, khiến các lực lượng Nga gặp nguy hiểm, kể cả ở bán đảo Crimea. Ngoại trưởng Lincoln nhấn mạnh, chúng tôi đã cung cấp các hệ thống để thực hiện điều đó, nhưng đây là một thời điểm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, và hơn 50 quốc gia đang hỗ trợ Ukraine cũng như vậy. Điều đó sẽ tiếp tục. Trước đó, Tòa Bạch Ốc cũng nhận định lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến công ở Kharkov, nhưng sẽ không có những bước đột phá. Hôm 10 tháng 5, Nga tấn công xuyên biên giới nhằm vào Kharkov và tuyên bố kiểm soát chính ngôi làng tại đó. Đây là đợt tiến công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất của Nga kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra cách đây hơn 2 năm. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nằm sát biên giới Nga. Nga từng kiểm soát vùng lãnh thổ này ở những ngày đầu cuộc xâm lược, song bị đẩy lùi vào tháng 9 của năm 2022. Binh sĩ Ukraine cho biết giao tranh đang nổ ra ác liệt ở thị trấn biên giới Vokchan, cách biên giới Nga khoảng 4 km và cách thành phố Kharkov khoảng 45 km. Lực lượng Ukraine đã tìm cách phá vỡ vòng vây của quân đội Nga. Quân Nga đánh vào các vùng ngoại ô. Chúng tôi đáp trả, chúng tôi chiến đấu cho từng tất đất. Lực lượng của chúng tôi có lúc bị bao vây, song chúng tôi đã kịp giải vây, và thành lập một phòng tuyến mới, đồng thời gây tổn thất lớn cho bộ binh của đối phương, một minh sĩ Ukraine kể lại. Lực lượng Nga triển khai lực lượng đáng kể để tấn công thị trấn Vokchan, song Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát lãnh thổ này để lùi các nhóm quân nhỏ của Nga. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Naza Voloshin, Nga đang tập trung đánh vào Vokchan và thị trấn Lispy cách biên giới Nga hơn 7 km và các thành phố Kharkov khoảng 20 km. Người đứng đầu chính quyền quân sự Vokchan cho hay, Hiện giờ, máy bay không người lái của Nga liên tục hoạt động ở khu vực. Moscow cũng liên tục pháo kích thị trấn. Hơn 6.000 người dân ở đây đã được sơ tán. Lữ đoàn 47 Ukraine tiêu diệt nhóm xung kích Nga ở gần Donetsk Các phi công lái máy bay không người lái FPV của tiểu đoàn Street Drone Company thuộc lữ đoàn cơ giới 47 đã phát hiện và tiêu diệt nhóm tấn công của quân xâm lược cơ quan báo chí của tiểu đoàn đã đưa tin về vụ việc này. Một nhóm bộ binh Nga đang ẩn náu trong một khu rừng rậm dọc đường, nhưng bất chấp điều này, một máy bay không người lái trinh sát đã phát hiện ra họ. Những cơn gió khá mạnh không ngăn cản được các phi công máy bay không người lái Kamikaze tấn công cụm kẻ xâm lược được phát hiện. Máy bay không người lái của Ukraine ghi lại cảnh một lính bộ binh của Nga bị thương, tự sát bằng cách đặt lựu đạn dưới áo chống đạn. Mali gần đây được tin rằng các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đã ngăn chặn một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô lớn của kẻ thù bằng cách sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Lực lượng liên quân của tiểu đoàn điều hành hệ thống không người lái của công ty Strike Drone, người điều khiển máy bay không người lái của tiểu đoàn cơ giới số 2 Ignix, Vendexter và các xã thủ của lữ đoàn đã phá hủy thiết bị. Vào ngày 2 tháng 5, có thông tin cho rằng lữ đoàn cơ giới số 47 đã chống lại cuộc tấn công cơ giới hóa nhằm vào quân xâm lược gần Ocheretin. Trong đó, Bradley đã bắn một xe bọc thép chở quân của Nga, chở bộ binh ở cự ly gần. Lực lượng pháo binh và bộ binh đã ngăn chặn cuộc tấn công. Sau đó, những người điều khiển máy bay không người lái Kamikaze đã phá hủy các xe bọc thép, bị hư hỏng và tiêu diệt tàn quân của các nhóm tấn công ẩn náu trong các tòa nhà và tầng hầm. Đặc biệt, máy bay không người lái trên sát đã ghi lại khoảnh khắc xe tăng T-72B3 của Nga được trang bị lưới chống máy bay không người lái về hệ thống tác chiến điện tử bị máy bay không người lái FPV tiêu diệt. Ngày 4 tháng 4 có tên công binh, xạ thủ và người điều khiển máy bay không người lái của lữ đoàn cơ giới 47 đã tiêu diệt BMP-2 của địch và tiêu diệt đội hình địch Đoạn video ghi lại một đoàn quân cơ giới của Nga đang tiến về phía các vị trí của Ukraine, sau đó một trong các đoàn xe chiến đấu bộ binh bị trúng mình hoặc bị pháo kích nổ tung. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!